Đây hai bộ máy phát anh em, một bộ phát điện, một bộ phát hàng. Bộ phát điện là NF80 mặt đạn. Cục phát là 3,5 kg. 220V luôn. 10A. 2,5 kg. Máy ngon lành, tay quay zin luôn. Đây, NF 130 phát hàng 10 kg, phát điện 1 kg. Hai bộ này là giá 33 triệu nha anh em, hai bộ giá 33 triệu. Anh em nào có nhu cầu giao luôn, đẹp anh em ơi. Bộ này 13 triệu. Đẹp nha anh em. Anh em có nhu cầu Zalo 088 635 6707.